đấy được kia được. Ây da, lại dài đi. Do gì mà. Uê. Lên nào hả? Ôi. Mai sao nó khắc khu. Cô nói không phải người ăn cơm. À, cắt cái này một tí nhỉ. Không, lên trên đúng không? Cắt, cắt cái chéo. Bốn người đi. Cắt đến người là cũng có sức rồi. Hai người dừng lên phải. Trên này để bên trên là ép mà bảo một tí đi. Đầu trên trước vẫn còn dày một tí. Không dày, không dày, chắc vào được. Cái lũ này cũng to lắm. Ba này nhiều quay lại. Cùng lấy cái con kia. Nó hò cái dây này, tải dây mà. Cảm tôi rồi. Bắt nha. Số này không biết có vào được không? Tôi biết vào. Đánh đây, đánh đây. Bây giờ như thế này nó mới chặt. Làm lồng quá mà. Thắng này, chung thắng này á. Nó là 20 triệu. Nó
Cho một người đi, đó sao đen đi. Không, ai dạ. Khúc cây kia nó bò và nó vướng. Nó ra là nó cứ đẩy đi thôi. Ôi, cả bên này đi thôi. Cả nhà nó bố đổ. Nhẹ, chân đi nhà. Ôi, cô chúng ở dưới biết xa một tí là chỗ thẳng. Một cây chỗ thẳng. Chỗ thẳng, thẳng vào đi, được có cho nghiêng đi. Đấy, chóng sắt bên này. Không cần xa đâu. Không đủ được cái mà. Nó à, cứng lắm à. Đấy, đấy, đấy. Cái lọc này là... đấy, đấy, đấy. Ôi. Chú qua ra rồi đấy. Cái này một tí rơi mà chặt được đầu. Phải một khế nó mới được. Hai khúc tâm ở dưới chân rồi. Không, cái kia nó, cái này nó phải bè. Nó không thẳng. Bè thì bè, nhưng mà có cái này vướng mà. Nhưng lên cao, nhưng lên cao cho nó vào. Ôi, đây, 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 đây. Rồi. Về dịch lên, dịch lên. Dịch lên trên này một tí. Cho cho cái đấm kia ra đi, cho nó thất đi. Ôi, cái này nhẹ hơn nào. Không có nhẹ mấy. Ôi ôi, hết tài luôn. Không có cái gì trống luôn. Bảo cột đi, bảo cột đó là tất cả bảo cột ra lấy sức. Ôi, bẻm về đây. Đấy, có một cái không? Lấy búa đi. Không để mà tí nào, mà tí nhà bố giáo. Phát nữa. Phát ạ. Rồi. Đây là thứ em đẩy lên ạ. Cái đấy thứ thì thứ thôi. Ô, nhưng mà không không qua được đây. Thứ thì thứ không được kéo ra. Rồi, xuống mỏng rồi, còn giữ cái gì nữa. Đây là. Bây giờ con lại bè ra chứ. Mười nước tay là phun cơ mày. Phun tay. Mưa để đấy tôi. Phun tay. Phun tay. Trốn đâu này? Trốn đâu kia thôi. Trốn đâu này? Ở đây. Đứng kia không ngon tuột nhá. Ai. Ai. Cái này nhẹ nhàng. Dưới tốt nhá. Đâu đâu, tổ cá bên trên nó là tuột. Sao lại? Bây giờ lấy cái cây màu kia ra đấy. Ôi, chị chưa ra được. Ôi dồi, chưa được sao? Đi không đẩy đẩy ra một tí. Sắp được, chưa được. Tí. Không nào. Đẩy đẩy đi, bên này bị tí, đây này. Bây giờ... Ôi, mời xây thó, giữ cho hơi. Dạ, đấy, tí nào. Bảo cái này nó đánh bao rồi, cái gì? Đánh cái ra một tí là được. Đấy, sao bên này cởi phát cái này thì nó... Nên là cởi không đến đây. Hả? Bây giờ vào thì vào rồi, con chưa vào được hết. Cho vào đi, con chưa trống hết. Cái này chưa vào thế nào nhá.
Để vỡ rồi. Phải như cái cây kia mới nổi nó. Bây giờ là đưa nó qua lên lên trên xong là qua trên ngọn kia đập 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 xuống là được. Cái gì sắc rồi. Đấy, sắc rồi. Đây. Kia đây vào. Đấy. Ôi, lại cho điểm này đó. Cho luôn điểm dưới chân đi. Cho luôn điểm dưới này đi. Cho hai cái này, xong là mới đưa cái khóa kia, cái khô mai cái đi thao thôi. Thank you.
là đến cái trái bên kia nó lại quá nhầm cái lỗ kia nó lại quá ra đằng sau đi xong kiểu này á cái trái này xong lát vào bên này xong là một tí xong mới bảo là vài cái này sao là cái đàn kia về không có lỗ à. Xuống dưới đi. Đấy, quá xuống rồi. Quá xuống rồi. Có một đoàn hôm qua. À. Ôi, cái này nhầm rồi. Hả? Cái này phải... cây kia cao quá. Cái miếng kia này nó cao quá. Đấy, đâu vào đâu đi. Mình không biết đặt. Cái này là 3 mét. Hai bên đấy chưa nhờ? Hết cơ rồi. Thế gì mà thật sống này. Tua. Đấy, cho cái ván vào ấy. Cái ván vào. Tua. Cho mọi người đẩy ở đây vào. Được chưa? Có hết chưa? Bám chú bên này, bám chú vào bên kia chú vào rồi tí nào. Tính chú ạ. Chưa đến. Con phải trốn cây gần kia. Trốn đi ra đi. Ngang hả? Còn ngang mà. Không phải làm xuống. Cái này nó làm gì? Khóa kiểu này chắc lắm chứ. Thế thôi. Đấy bây giờ là. Không có ván giải. Không thì có ván giải không. Đi qua trên nó được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đánh thúc. Quái, bên kia cái bạt tre bên kia có một đoạn đúng một đoạn đấy rồi. Lại thấy ra. Lại ra rồi. Đó. Có một lần không biết là dừng cái nào nó cũng có một đòn có những kiểu lẫn lộn nhau đấy. Về sau làm đòn mới lắp xong mới lại thấy bảo thôi đã lắp được thì thôi. không lấy ra nữa. Lấy làm mai kia lấy làm cái gì làm. Bố này bỏ kéo cô đấy. Viên gì ba? Viên này ở không cho cái ngang này đây chi chưa? Mùa nước đuôi của tơ hiên tế đã chuẩn bị trong bộ phận tơ hiên bớt giảm là xong hết cỡ xong là thả nên rút ra không được việc dịch xuống thế thì phá tung ở dưới thì ba thằng đã ông tập ô cái này là nhiều lên em mua em tự thương nhóc. Ôi giời ơi thế thôi thì như thế là không biết đo tốn mỗi như thế đo được rồi còn cái này đo theo kèo lên này cái này mai kia đo tốn ấy là không phải đo à, vẫn là theo cái kèo cho em đo từ cái ngọn cột ở dưới lên đo cho nó vẫn phải căn nó quá.
Chồng về rồi à? Bố mẹ chưa về à? Bố mẹ về sao à? Bố mẹ ba con à? Ừ, bố mẹ ba con. Khác ngủ được nữa? Có, từ từ ngủ được. Nghe con đến nữa. Ừ. Đi đây. Nhớ nhỉ? Nhớ. Đi cày. Con nướng được không? Con nướng được cho chồng. Ừ, xe được chồng á. Cho là 8 xong đó. Ờ, thế chồng 8 đi. Tắm xong rồi nên là dẹp nên lụa. Vâng. Vậy đi lấy dây đồ đấy nhỉ? Qua đi. Dừng ở đây nhé. Cháu ơi, dựng xong nhà chưa mà chồng về chưa rồi? Xong rồi. Xong rồi. Lấy cái đấy ra. Ừ. Lấy ra nó vỡ vừa. Không còn thấy chưa? Thế còn nó dầu nó. Cầm. Này chắc. Lấy con lấy củi to to vào đi. Lấy nhiều cái lông của nó của con lấy. Con lấy củi. Cái con này lấy bên này nhỉ? Nó
ngoài lên củi vào đi. Giờ phải cho nó cháy hết cái củi này cơ mới có than nếu ừ. Cứ để tạt thế này đó cho nó có củi đó và đi tắm chưa đi. Nóng thật đấy.
không có bề cả cái này đấy. Nhớ được không? Có. Nó ngon. Ô, con đây mâm rồi. Cái này giết. Thôi. Được. Mày đi. Chạy hết này. Quay bà cháu vào nhà cháu không vào à? Chờ này nhé.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.